Thì sợi nó bây giờ nó như sợi bún này, rất là ngon. Thế thì nữa chỉ việc làm cho vào bát xong múc nước vịt vào, cho vịt vào xong. Oh,
chặt và một nửa là hai. Thank you.
cả tuần luôn các bạn. Đấy, sợi bún này, được chưa? Đấy, gọi là sợi mì đi. Mì vịt.